Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ." Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ân nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp và triều đại người sẽ vô tận." Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó sẽ đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam." Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Chúa không làm được." Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền." Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Anh chị em thân mến, Chủ nhật 26 thường niên năm nay, Giáo hội Việt Nam cử hành trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Một lần nữa, giáo hội cho chúng ta nghe lại đoạn tin mừng quen thuộc Luca chương 1 câu 26 đến câu 38. Đoạn tin mừng ghi lại một biến cố trọng đại về việc sứ thần Gabriel đến với một trinh nữ đã đính hôn tên là Maria tại làng quê Nazareth để loan báo tin vui về việc hạ sinh đứng cứu thế mà muôn dân trông đợi. Này đây, bà sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, và bà sẽ đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Khi nghe tin này, trinh nữ Maria ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì Ngài đã quyết chí giữ vững sống khiết tình, mà giờ đây phải nghe một tin giật gân động trời như thế. Sứ thần đã giải thích về cách thức Thiên Chúa sẽ làm cho sự kiện mang thai lạ lùng này xảy ra. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không làm được. Dẫu có lời trấn an của sứ thần, nhưng chắc chắn trinh nữ Maria cũng hoảng hốt vì Ngài không biết đến việc vợ chồng. Nhưng trinh nữ Maria đã can đảm và suy phục thánh ý Chúa, nên đã thưa với sứ thần: "Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền." Thật vậy, sau lời xin vâng ngoan ngụy và dứt khoát của trinh nữ Maria, ngôi lời đã nhập thể làm người và Maria đã trở thành mẹ Thiên Chúa. Cũng vào giây phút ngỡ ngàng và huy hoàng ấy, Đức Maria đã tự nguyện trở thành tôi tớ của Thiên Chúa để cộng tác vào công trình cứu chuộc nhân loại. Ngài đã trở nên một dụng cụ tuyệt vời của Thiên Chúa, hoàn toàn đặt mình dưới quyền sử dụng của Thiên Chúa như một tờ giấy trắng trước cây viết. Thoạt nghe lời xin vâng của mẹ Maria chẳng có gì đặc biệt đáng chúng ta phải chú ý. Nhưng nếu để ý, lưu tâm, suy nghĩ và cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy
được tinh thần hy sinh, lòng bác ái và đức tin sống động của mẹ được gói gọn trong hai tiếng xin vâng đó. Với lời xin vâng, mẹ Maria sẵn sàng gạt bỏ đi tất cả những gì mẹ hằng ôm ấp cho riêng mình là sống đời đồng trinh, để chấp nhận cộng tác với Chúa trong việc sinh ra cho nhân loại đứng cứu thế mà muôn dân trông chờ. Chính vì điểm này mà Chúa đã ban cho mẹ được cả hai, tức là vừa đồng trinh vừa làm mẹ Thiên Chúa. Lời xin vâng của mẹ Maria còn nhắc nhớ cho chúng ta về đức tin sống động của mẹ, luôn phó thác mình cho tác động của Chúa Thánh Thần. Nếu chỉ xin vâng một lần rồi thôi thì rất dễ, nhưng tiếng xin vâng của mẹ Maria lại là tiếng xin vâng liên tục và vĩnh viễn kể từ giây phút truyền tin. Và như vậy, nếu không có một đức tin mạnh mẽ và sống động thì mẹ Maria không thể nào thưa lên được tiếng xin vâng cộng tác vào chương trình cứu chuộc. Và nếu đức tin đó không được tiếp tục nuôi dưỡng thì mẹ Maria cũng chẳng tiếp tục sứ mạng cộng tác của Ngài cho đến ngày mẹ được Chúa cất về trời. Vì cuộc đời tại thế của mẹ cũng là một cuộc hành trình đức tin như mỗi người chúng ta ngày nay vậy. Và mỗi biến cố xảy đến trong cuộc đời là một bước mẹ tiến cao hơn trong cuộc lữ hành đức tin. Mỗi một lần như vậy, nó đòi buộc một sự tín thác cao độ hơn lần trước. Vì như mọi người chúng ta, mẹ cũng chẳng biết được tương lai ngày mai sẽ ra sao. Khi luận bàn về sự xin vâng của mẹ Maria, Thánh Irene đã xác tín. Chính Ngài nhờ vâng phục đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại. Và cùng với Thánh Irene, còn có rất nhiều thánh giáo phù thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Eva, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria. Điều mà Eva đã buộc lại bởi cứng lòng tin, Đức Maria đã tháo ra nhờ lòng tin. Và so sánh với Eva, các ngài gọi Đức Maria là mẹ kẻ sống. Và thường quả quyết rằng bởi Eva đã có sự chết thì nhờ Đức Maria lại được sống. Anh chị em thân mến, nếu nhìn về góc độ xin vâng ý Chúa thì đó là cả một vấn đề đáng phải lo ngại. Bởi lẽ có nhiều người coi trọng ý Chúa và xin vâng theo ý Chúa, cũng còn đó không ít người coi thường ý Chúa và chống lại ý Chúa. Có những người hiểu sai ý Chúa, vô tình hoặc cố tình. Có những người gánh cho ý Chúa những ý riêng của mình. Có những người muốn ý Chúa hợp theo ý riêng mình, cho dù ý riêng mình là trớ trêu quái gở. Thưa lên hai tiếng xin vâng thật dễ, nhưng sống hai tiếng xin vâng như mẹ suốt một hành trình dài đi về với Chúa thật khó. Chúng ta cần trở lại từ đầu để tập bước đi với những bước nhỏ trong hành trình xin vâng theo Chúa của mình. Mỗi ngày, ta hãy cầu nguyện bằng kinh kính mừng và chuỗi măng côi cũng như hằng ngày đến với trái tim Đức Mẹ, để xin trái tim Đức Mẹ chia sẻ cho ta bầu khí thinh lặng, chiêm niệm, lửa bác ái nồng nàn và sức mạnh lạ lùng của khiêm nhường nghèo khó. Bên cạnh đó, mỗi ngày ta thực hiện vài việc bác ái, thương cảm liên đới với những người nghèo, bệnh tật, xa tin mừng, bị xã hội loại trừ. Ngày mỗi ngày, ta tập nói và làm những gì mang tính cách phục vụ, hòa bình hiệp nhất
trong yêu thương và tế nhị. Ta dùng lòng tin mến biến những mệt mỏi khổ đau của mình thành của lễ đền tội tạ ơn và xin ơn bình an cho gia đình, quê hương và thế giới. Nếu lời xin vâng của ta được hiệp thông sâu sắc với lời xin vâng của Đức Mẹ, thì đây sẽ là một hy vọng mới trong tương lai bản thân ta, cho giáo hội, cho quê hương, chúng ta và cho tất cả nhân loại. Mừng lễ Đức Mẹ Măng Côi hôm nay, mỗi người trong chúng ta hướng nhìn lên Mẹ Maria để noi theo Mẹ. Chúng ta biết lắng nghe và tuân hành thánh ý Chúa như Mẹ, để nhờ Mẹ và qua Mẹ, chúng ta vượt qua được những gian nan thách đố, những lo âu, khắc khoải của dòng đời, để sống tốt lành thánh thiện, sống tươi vui và tử tế với nhau hơn. Muốn được như vậy, giáo hội mời gọi chúng ta hãy đến với Mẹ, hãy siêng năng lần chuỗi măng côi như là phương thế hữu hiệu để cải thiện đời sống và xây dựng nước trời. Ước gì mỗi người chúng ta hãy thử một lần để nhận ra được giá trị của kinh măng côi, để khi gặp những khúc quanh, gánh nặng, những đau khổ, những lúc mây mù giăng kín cuộc đời, những lúc lời mời gọi của Chúa gây xáo trộn đời ta, chúng ta biết chạy đến cùng Mẹ, biết thốt lên lời xin vâng và sống tâm tình xin vâng như Mẹ năm xưa. Đồng thời, chúng ta không ngừng cầu xin Mẹ che chở giữ gìn chúng ta bằng lời kinh giáo hội dạy. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con. Bao dự định riêng tư dường như mất hút trong đời. Con mong muốn thế này, Chúa lại mong muốn thế kia. Con không sao hiểu được, nhưng tin vào tình thương của Ngài. Con xin vâng theo Chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời. Con xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tin chung, tin vào tình Chúa bao dung. Như Mẹ xưa đã xin vâng cho niềm phó thác theo ơn thánh thần. Tin vào quyền năng Chúa, không lo lắng gì ngày mai. Bao điều trong tương lai nằm trong thánh ý của Ngài. Con lo lắng cũng thừa, chỉ cần vâng theo ý Cha. Bao phong ba trên đời sẽ kết thành niềm vui sáng ngời. Con xin vâng theo Chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời. Con xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tin chung, tin vào tình Chúa bao dung.
như mẹ xưa đã xin vâng, cho niềm phó thác theo ơn thánh thần. Chúa an vui sống tròn niềm tin, không sợ chi lao lung vì luôn có Chúa ở cùng. Bao nhiêu nỗi khôn cùng biến thành ân phúc thế nhân, nói theo gương đức mẹ để một lòng phụng sự Chúa trời. Xin vâng theo Chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời, con xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tin chung, tin vào tình Chúa bao dung, như mẹ xưa đã xin vâng cho niềm phó thác theo. Con xin vâng theo Chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời, con xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tin chung, tin vào tình Chúa bao dung, như mẹ xưa đã xin vâng cho niềm phó thác theo ơn.